Ok, hay cho các bạn, nhưng mà các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Giang Ú đây. Và đây là video cùng chơi game Pokemon Arc. Ở video trước thì mình đã thực hiện được 2 chapter trong cái chuỗi nhiệm vụ của ông thám tử Looker này rồi nha. Ok, thì ở video này thì mình sẽ tiếp tục mình thực hiện những cái nhiệm vụ mà của cái ông thám tử này giao. Nhưng mà ông có một cái tính đó là ông sẽ không nói cho mình biết cái nhiệm vụ ngay bây giờ luôn, mà ông bắt mình chạy đi rồi ông sẽ gọi điện sau kêu mình quay lại. What the hell, không thể hiểu nổi. Đấy, mình vừa ra cái ông nhắn tin, à ông gọi điện, ông nói là muốn nhờ mình giúp, nhưng mà hồi nãy sao ông nói luôn. Ok, ông kêu mình quay lại chỗ nãy gặp ông. Ok. Đành chịu thôi chứ biết làm sao. Đó là về người bạn mới của chúng ta, Emma. Yes. Ok. Khi mà tôi mời, lần đầu tôi mời Emma đến sống ở đây, thì cái sự chú ý của tôi đó là trở thành người vệ sĩ cho cô ấy. Ok. Ông này muốn bảo vệ cho một người bạn tên là Emma. Chapter 3, Detective Torres Gang. Chapter 3 có tên là Thám tử, Du lịch và Băng đảng. What the hell, cái gì đấy? Yamete Kutasai hả? Ok. Một người phụ nữ người Nhật đúng không? Ok. Chả hiểu nói gì. Ok, ông nào mà biết tiếng Nhật thì sub hộ giúp tôi nha. Tôi chưa chả biết. Ok, ông nói là ông đi làm nhiệm vụ chính. Và người phụ nữ này tiếp tục nói, mình chả hiểu gì cả. Man. Con bé này biết tiếng Nhật. Ok. Bấm qua đi. Đọc cũng chả hiểu. Một cách nào đó thì mình có thể nghe được, có thể nghe được cái tiếng của Emma ở trong đầu. What the hell, tâm linh à? Bị mất trộm Pokemon. Cái bà này thì bà đã đi ngang qua cái trạm xe lửa. Có một người đàn ông nấp ở phía sau và trộm đi cái túi. Người phụ nữ này thì đã cố gắng đuổi theo nhưng mà đã để cái người đàn ông nó trốn thoát. Rồi, mình hiểu chắc nhiệm vụ của mình là phải đi tìm cái thằng cha giật đồ đây này. Ok. Bây giờ mình phải đến cái trạm xe lửa đúng không? Để mà tìm lại cái món đồ bị mất của cái người phụ nữ này. Cái bị mất trộm bởi một cái băng đảng là Lumio Gang. Tôi sẽ đến Lumio Station, đó là cái trạm xe lửa đấy. Ông ta không có con Pokemon nào cả, cho nên là bây giờ mình phải đi giúp ổng. Yes. What? Nói cái gì chả hiểu mà cứ nói. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm đường mình đến cái trạm xe lửa nha. Mình sẽ đi taxi đi cho nhanh, vì hình như mình nhớ là taxi có thể đưa mình đến ngay được cái trạm xe lửa luôn. Tốn một ít tiền.
Man Transportation. Oh no no no. Ê đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi. What the. Ôi. À. Đây Lumio Station. Tốn 3.500 đúng không ta? 1.000 thôi vì khá gần. Ok Lumio Station đây. À đây cái băng đảng này đúng không? Ta không phải đến đây để đánh nhau. Chỉ ta chỉ có một câu hỏi, một cái yêu cầu đơn giản thôi. Đó là hãy trả lại con Pokemon cho cái người khách du lịch đi. Không đùa à. Là đi đến gặp cái tên cướp mà kêu mày trả lại đồ cho tao đi là, tao nói thiệt là dư hơi đó. Ok. Nếu nó trả rồi nó đang cướp làm gì? Trừ khi nào mà mình có thế lực nào đấy thì may ra nó sẽ trả cho mình thôi. Ok, vì ổng không có Pokemon cho nên là ổng không thể nào mà thách đấu với cái đám này để mà lấy lại được, cho nên là ổng nhờ mình ấy. Rồi, nhiệm vụ là đấu thôi. Tụi bay tuổi gì? Mandibus. Tụi bay tuổi gì với anh? Ồ, năm mấy luôn hả? Cũng kinh đấy. Ui trời, hãy đắt. Ok, kinh đế. Con còn thôi chứ mấy. À, ok. Đổi Pokemon lên đầu đi. Cho Gyarados. Ui nhầm. Hai đứa nữa xử hết luôn. Tụi bay tuổi gì? Bangoro. Oh man. Mega luôn. Mega và à có nhiều bạn nói là mình ít xài Dragon Dance. Ok, mình xài Dragon Dance đi. Công lại bảo là sao học đã không xài. À tăng cả tấn công lẫn tốc độ. Cái gì đây? What? Iron Fist Waterfall. Lên đường. À con này hả? Con này thì Lucario đi. No comeback, một hit lên đường. Xong. À còn một đứa nữa, mình sẽ bơm máu trước. Ok, chơi em. Oh, kinh đế. Mega và iFan. Chết. Ui. À kinh vậy. Dragon Tail.
Ai mình hơn nó tới hà gần 20 cấp mà một hit nó không chết. What? Oh man, được. À. Cũng không khẩu danh là chùm băng đảng ha. Giga Impact, cái chiêu này thì cũng khá là mạnh đấy. 150 sát thương hệ thường. Nhưng mà Pokemon sử dụng chiêu này thì không thể nào di chuyển vào lượt sau. Rockmask, bỏ Rockmask đi. Đẹp. Crocodile, con cá sấu sợ nước. Ok. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh bạn này. Đấy. Quá the fall. Xong. Bảy hai luôn. Yeah. Hãy trả lại những con Pokemon mà tụi bay đã đánh cắp đi. Ok. Bắt. Rồi, nó chịu trả lại rồi. Nhưng mà nè, cái nó phải không những trả lại mà nó còn phải xin lỗi nữa. Xin lỗi đi. Oh, xin lỗi luôn á, cái người đẹp, cái người phụ nữ này thế lực vãi nồi ra. À, cái ông này ông nói hơi nhiều nha, ok. Ok, cái gì nữa đây? Nói nhiều thế nhỉ? Này Mimi. À, ngài Looker nói là chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả, mày biết không? Ông ấy để cho chúng ta ở lại đây miễn phí và sẽ trả cho tất cả chi phí về đồ ăn mà chúng ta ăn. Oh my god, ông này thương người thế. Ok, à vậy là xong chắc 3 chưa nhờ. Chắc là xong chapter 3 rồi đấy. Mình lại, mình chạy ra, ổng lại gọi điện cho coi. Biết lắm mà, what the hell. Rồi, lại quay trở lại gặp ổng thôi. Chắc 4 thôi anh em à. Éo 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 éo. Gì đây đại ca? Chắc 4. À, Unforgivable Ram đó là một cái băng đảng. Băng đảng không thể tha thứ. Cái RAM á, thì nó băng đảng nó nghiêm trọng hơn là cái gan. Cái gan là một cái nhóm nhỏ thôi, còn cái RAM á, là một cái tổ chức khá là lớn. Ok, rồi
mới được thông báo là viện bảo tàng xảy ra vấn đề. Mình sẽ đến viện bảo tàng, đó là cái Lumio Museum. Ok, giờ tới museum nha. Mình chả biết museum nằm đâu. Cái thành phố này mà đi muốn đi kiếm một cái nơi nào đấy trong cái thành phố này thì nó hơi cực, vì nó quá lớn. Để mình coi museum nó nằm đâu. Oh man. Tèo. Ok, toàn là quán cà phê không. Taxi được không nhỉ? Này là tiệm cắt tóc. Thôi vô hồi máu cái đi. Ok, cái gì đây? Cái này là cái studio. Cái này là phòng nghiên cứu của giáo sư Sycamore. The hell? Ở đâu thế nhà? Này là nhà hàng. Tạng là quán cà phê không? Chắc ở đây quá. À, cái này là cái trạm xe buýt. À, quên, cái trạm xe lửa chứ nhầm. À, mình thử xem đi xe buýt xem đi taxi xem có đến được đó không. À đây. Trời ơi, đi chi vậy? Taxi có thể đưa mình đến tận nơi luôn. Đây rồi. Tầng 3 hả? Ok, tầng 3. 200 đồng, chơi luôn. Rồi bây giờ để lên tầng 3 đi đường nào ta? Đi bộ à? Ok. Đây rồi. Giám đốc của cái viện bảo tàng. Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không, cô bạn trẻ? À, khi mà cô nhìn vào cái bức graffiti này thì cô cảm giác như thế nào? Graffiti tức là cái tranh mà tranh phun sơn của mấy người dân hip hop hay làm ấy. What? Try to restore the original work. À, hết rồi à. Rồi, chắc là xong rồi. À, chắc là ra luôn chứ nhỉ.
Show. What? Ủa? À, tốn em 200 nữa à. Hình như là mình chưa xem cái gì đấy ở trên tầng 3 ấy. Ui. Man. Ok. Như hết rồi, có còn gì đâu nhờ. Ồ, chiêu thứ 82, Dragon Tail. Chiêu Dragon Tail này có thể đánh bay đối phương ra khỏi trận đấu. Ok. Ok, nhận được điện thoại nữa rồi. Resident. Nữa à? Lần này là ông Looker rồi. Ok. Bạn có thể trở lại cái Looker Mario. Oh man. Hành mình như hóa cờ hóa, bắt chạy tới chạy lui. Ok, taxi đâu? À. Đây. Đi cho nhanh luôn chứ khỏi tìm mệt quá. À, ok. Yes. À, nhạc nền của ông lại nổi lên. Ông này có nhạc nền riêng, trong khi mình là nhân vật chính mình lại không có. What the. À, một cái hẻm, một cái con hẻm gần nhất ở cái Galestan ở trên đường Nor Boulevard. Nhanh lên đi. Tôi sẽ đi sau bạn. The hell, bắt mình đi trước nữa à. Tèo 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 tèo. Ok rồi, mình sẽ tìm cái con hẻm. Lại bắt mình tìm con hẻm. Con hẻm nào ấy nhờ? Con hẻm này phải không? Ô, không phải rồi. Man, đây hả? Đây đúng không? Oh man, không phải. Oh, qua show rồi. Show là không đúng.
khoan, vô thử coi phải không. Không, qua xô là không đúng rồi, phải là cái no mới đúng. Ủa? What? Đây. Hẻm này không phải nhỉ? Eo, 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 eo. Oh man, oh man, oh man, oh man. Tùm lum đường thế. Con hẻm nào nữa không? Đây à? Chính xác rồi đấy. À, ai đây? Ok, nó hỏi muốn đấu không? Chơi luôn. Random. À, nó cũng hay nước hả? Oh, come on. Thôi lỡ rồi, đánh luôn đi. Xăm 7 rồi. Volcarona, lửa và côn trùng. À, vậy thì nước luôn. Lên đường. Oh, he he. Level quá cách biệt rồi em à. Xong. What? Siêu nhân biến hình. Ủa, hồi nãy ông mới nói đi đâu vậy? Ok, ông hỏi Pokemon cho, à, hồi phục cho mình. Hãy đi đến cái con hẻm mà kế cái cà phê Tristy trên... ok, lại đi kiếm hẻm. À, sao cái nhiệm vụ của con cha này khá thích kêu mình đi kiếm hẻm ấy nhờ. Ok, kiếm hẻm thì kiếm hẻm. Ui! À... đây, kế cái cà phê này đây. Đúng ta, chả biết. Ồ, không phải rồi. Oh man. À, bấm nhầm mãi thế. À đây, 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 đây. Kế quán cà phê đây. Ủa? What?
Ok, rồi vậy thôi mình sẽ kiếm cái con hẻm đó ở video sau nha. Video này thì sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Gấu Gaming thì bạn đừng quên nhấn đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.